Xin chào mọi người đến với phần tiếp theo của assignment Java 3. Thì ở phần này tôi hướng dẫn cho các bạn làm cái form quản lý điểm sinh viên, một số gợi ý. Thì cái form này tôi sẽ không có viết code các bước, mà là tôi sẽ chỉ cho các bạn những đoạn code cần làm cho cái form này. Thì để làm form này, đầu tiên các bạn phải có một cái file class. File này tên là điểm sinh viên. Trong cái video đầu của assignment phần 1 có nói giờ phần 1 á, ở cái điểm sinh viên này mình làm gì. Ở cái file điểm sinh viên này mình tạo ra các biến thành viên, thì ID, những cái biến này ứng với lại trong cái database của mình. Đây, trong database của tôi có ID, mã sinh viên, tiếng Anh, các môn học nè, tiếng Anh, tin học, giáo dục thể chất, mình có 5 cột. Rồi mình tạo ứng với 5 cái biến này, và một cái cột, một cái biến để chứa lưu điểm trung bình, mình cho khởi đạo. Rồi sau đó mình có một cái hàm dẫn để mình truyền giá trị vào, truyền giá trị vào để gán lại cho cái biến thành viên đó. Thì cái phần này nói chung là tôi thấy là đơn giản, tại vì mình đã làm ở Java 2 rồi, phần là học kiến thức cũ của Java 2 thôi. Cái lớp sinh viên, điểm sinh viên là chứa những thông tin như thế thôi, chỉ mục đích để tạo ra như thế, để mà khi chúng ta khi tí nữa chúng ta lót lên cái form và đưa vô cái mảng, nhờ có cái lớp điểm sinh viên này đưa vô cái array list, từ đó mình mới sort ra. Rồi đó là mục đích của việc tạo cái điểm sinh viên này, cái lớp điểm sinh viên này. Và bây giờ mình ta quay lại cái form điểm sinh viên. Thì ở điểm sinh viên á, thì các bạn thấy những cái chức năng như new, save, delete, update nó giống như cái form mà mình đã làm trước đó ở giai đoạn 1, đó là form mỗi sinh viên rồi. Thì không, nó lại cái không nó lại bốn chức năng này. Thì vậy so với cái form quản lý sinh viên, thì quản lý điểm sinh viên nó có tìm kiếm và bốn cái nút navigation. Thì cái đó là chúng ta cần làm thôi, còn lại thì nó giống như cái form kia, nhập thông số điểm cũng vậy luôn. Rồi bây giờ mình vào code mình xem, tôi sẽ show các bạn từng đoạn code nè. Đầu tiên thì chúng ta phải khai báo một số cái lớp Java để chúng ta có thể thực hiện. Đầu tiên là SQL connection nè, IMIDS connection, driver manager nè, dispatch statement nè, đây thực hiện những câu lệnh nè, update, delete nha, vì xem xét là trả về tập kết quả. Rồi exception khi mà chúng ta quăng thành những cái lỗi kết nối đó. Rồi statement câu lệnh array list, tí mình chứa vào array list, mình khai báo array list, khai báo vào cái mảng vector. Trong quá trình làm thiếu thì nó sẽ báo, không chúng ta phải thêm trước vào. Rồi đầu tiên là các bạn khai báo một cái mảng chứa các tiêu đề của cột, mã sinh viên, họ tên, tiếng Anh, tin học, sang có hiện lên tên các cột, 1 2 3 4 5 6, 6 cột các bạn. Cái điểm như vậy là cái bảng điểm, đây 1 2 3 4 5 6, 6 là bao gồm cả điểm trung bình đây. Rồi bây giờ mình khai báo biến kiểu table, biết là default table model này, cái lớp kiểu table. Rồi tiếp theo là mình khai báo một cái mảng, đây mảng điểm sinh viên nãy mình mới tạo từ cái lớp sinh viên array list, đặt tên là list. Tí mình sẽ lưu các record từ cái bảng điểm này vào trong này, vào trong cái list này để chúng ta tìm. Và mục đích là như vậy. Tiếp theo khai báo một cái biến kiểu in, current index. Thì cái biến này chủ yếu để mà chúng ta xác định vị trí của record, nên chúng ta phải tạo bằng -1 này. Mà mảng thì các bạn biết tại vì nó duyệt các record trong đây mà bắt đầu từ 0, mà chúng ta chạy từ -1 mặc định thôi. Rồi ở cái khởi tạo, phương thức khởi tạo của cái form này, chúng ta có lớp data,
tôi xây dựng một cái phương thức load data và load data to gtable nha. Đây này mình có xếp hạng rồi, ta có load data. Trong cái load data này mình có gì trong đây? À, load data và load data table, mình tìm hiểu cái load data table trước đi ha. Mình load dữ liệu lên lưới trước đi, mình mới vừa làm lưới mà. Và bây giờ tìm hiểu nè. Đây, đầu tiên chúng ta có cái câu lệnh kết nối. Thì câu lệnh kết nối này không nói lại vì nó nằm trong cái phần 2 có rồi. Nha. Và bây giờ cái hàm load dữ liệu lên lưới nè. À. Thì ở đây trong cái yêu cầu á là khi load dữ liệu lên lưới gồm có họ tên, mã, họ tên, rồi các điểm và kể cả điểm trung bình. À, như vậy là có phải là mã, họ tên thì các bạn phải lấy từ hai bảng, tại vì đây trong bảng điểm chỉ có mã thôi, còn muốn lấy tên thì phải chọn cái bảng student để lấy họ tên. Như vậy đầu tiên là các bạn phải viết câu lệnh bên ngoài trước, trong cái server trước, chạy trước rồi chúng ta bỏ vào. Rồi tôi sẽ nha. À, chạy coi tôi viết cho các bạn, bỏ vô câu lệnh chạy thử các bạn biết hình dung nha. Đầu tiên là mình phải cho nó chạy câu lệnh trước cho ra kết quả, rồi sau đó chúng ta mới sử dụng cho nó đúng. À, đây bỏ đi, có nghĩa là mình cho nó chạy trong cái server trước, ra câu lệnh đúng mình quăng vô, chứ không mình quăng vô mà câu lệnh nó chưa chạy nó phải là mình mò hoài không ra. Đây đó, còn chỗ này không có cộng rồi, hãy về server là vậy. Rồi mình chạy lên. À, ở đây mình trong cái lưới nó yêu cầu mình hiển thị select top 3 này, các bạn đọc và xem anh yêu cầu hiển thị top 3 thông tin sinh viên có điểm cao nhất và kể cả điểm trung bình. À, select top 3. À, lấy mã sinh viên của bảng sinh viên, họ tên, tiếng Anh, tin học. Như vậy đây lấy từ ba bảng, hai bảng mà. Rồi cột điểm trung bình thì lấy ba ông này cộng lại chia 3 nha. Rồi đặt tên là điểm trung bình từ bảng Red Student, nơi mà hai bảng kết với nhau. Các bạn có thể dùng Intel chỗ này cũng được ha. Rồi sắp xếp ra điểm trung bình giảm dần. À, bây giờ để kiểm tra mình viết thêm công lệnh nữa là select sao firm break ra. Đấy. Rồi xem cho hai câu lệnh nha, để chúng ta có cái hình dung. Đây ba người có điểm cao nhất là ở trên câu lệnh, trên ở server ở trên 05 01 05 06, thì có phải là nhìn 01 01 999 hết à, 05 10 là 06 08 à, không có 9 là giáo dục thể chất ha. Còn 007 thì nó lại dính cái chỗ cái giáo dục thể chất 8 đó. Như vậy cũng đạt yêu cầu là cái câu lệnh của mình ra được top 3 sinh viên điểm cao nhất nha. Cái này những câu lệnh SQL server thì này mình đã học cái môn SQL server rồi, một cơ sở liệu luôn rồi. Ta xem lại nha, nhìn lại để thích lại, các bạn thấy là cho giảm dần nè, để sắp xếp mình cho điểm giảm dần mình để top 3 với 3 người. Và quay lại thì sau khi mình đã thực test cái câu lệnh kết nối thành công, mình bỏ vào đây nha, bỏ vào đây cái chuỗi này dài quá cho nên chúng ta xuống dòng các bạn nha, xuống dòng không các bạn để câu lệnh dài luôn. À, rồi à, trả về tập kết quả nè, thực thi câu lệnh này nè, SQL query này, trả về tập kết quả đi, đi xem xét này. Rồi lúc đó tiếp theo chúng ta cho dòng vòng lặp while nó duyệt và đưa vào cái mảng vector và đưa vào table model, cái biến table model đã mình đã khai báo ở trên. À, đây. À, rồi tiếp theo. Rồi sau đó mình add từng hàng vào và gắn vô cái table tên là điểm sinh viên. Đây là table điểm sinh viên đây. Đó, đây là cái table gì điểm sinh viên của mình đây. Đó. Rồi gắn cái biến table model vào cho nó hiển thị lên. Đây. Như vậy đầu tiên mình sẽ chạy lên như vậy, rồi sau đó mình chạy lên thôi, chạy lên để xem coi nó hiện lên lưới không. À, nếu nó hiện lên lưới coi như là mình đã load dữ liệu lên table thành công. Đầu tiên là mình load dữ liệu table lên nha. Đó,
Đó, thành công. Đó, ba. Rồi, tiếp theo các bạn thấy có cái hàm load data. Đây, hàm load data nè các bạn. Hàm load data để làm gì? Hàm load data này khi mở form lên nó load dữ liệu từ từ bảng bảng điểm nè. Và nó đưa vào ArrayList. Tí mình sẽ lấy ArrayList đó mình tìm kiếm. Mình tìm kiếm. Như vậy chỗ này sẽ xử lý như sau. Phần kết nối mình nắm tính nha. Khúc này nè các bạn. Khúc này thì cũng giống như câu lệnh hồi nãy, các bạn chạy với câu lệnh trước trong SQL Server nha, với câu lệnh trước trong SQL Server cho nó chạy trước rồi này. Này là phải thôi, nó kéo là tôi lên bằng tí nó quay số hàng cho dễ nhìn. Rồi gì đây, lấy ID ID của bạn 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 press nè. Chẳng qua cái ID xác định còn có chính thôi. Mã sinh viên của bạn red, đặt tên là mã sinh viên, cột họ tên, tiếng Anh, tên học 3 điểm, 3 cộng điểm giáo dục thể chất từ bạn red. Lấy hai bảng luôn, nên cho hai bảng mình chuyện này, tất cả câu lệnh cũng bình thường. Skill ra chạy 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 ra. Đó, ở câu trên là câu mình đưa vào Reddit á, tại vì còn có mã sinh viên, còn bảng điểm thì không có, cho lại cái này, câu lệnh này rất là bình thường nha. Rồi bây giờ mình bỏ vào mình chạy, mình trả về kết quả giống như cái nãy. Tiếp theo mình cho cái list clear, list là đây list nãy đó. Rồi mình cho vùng lập duyệt nha, duyệt này các bạn. Rồi khi duyệt thì mình lấy ID đưa vào cái biến, lấy mã mã sinh viên đưa vào cái biến, đưa vô từng biến, lấy từ việc có xét lên đó đưa vào từng biến, và từng biến này mới đưa vào cái hàm dựng của cái lớp điểm sinh viên này các bạn, gọi gọi cái lớp điểm sinh viên lên nè, đúng không? Một cái biến điểm sinh viên, gọi hàm dựng lớp điểm sinh viên lên và truyền vào thì có phải là cứ mỗi một decon chúng ta có những cái thông tin tương ứng, kể cả điểm trung bình đưa vào luôn, và bắt đầu add vô list này. Chỗ này là list chấm add điểm sinh viên. Rồi lúc này chúng ta cho cái coordinate bằng không, để mình load dữ liệu lên, mình cho hiển thị lên test field. Thì những cái test field này mình cho hiển thị lên cái record đầu tiên. Tại sao chỗ này nó index bằng không? Rồi rồi sau đó gọi cái hàm display điểm sinh viên lên cho nó hiển thị. Vậy mình xây dựng thêm cái hàm rồi display điểm sinh viên. Display điểm sinh viên thì có cái gì? Đây, các bạn thấy không? Đầu tiên là nó khai báo cái biến của kiểu cái lớp điểm sinh viên đó. Nó lấy cái vị trí hiện tại current index của cái biến mình khai báo. Là nghĩa là từng từng vị trí nào thì nó hiển thị lên vị trí của record đó. Như vậy hồi nãy là lúc mà load data lên nó bằng không thì cái này là không, không là cái vị trí mặc định record đầu tiên, nó hiển thị lên. Đây là hiển thị lên này. Đó, hiển thị lên. Còn riêng cái hiển thị lên những ông này thôi là 1 2 3 4 5. 5 5 5 5 vị trí. 1 2 3 4 5, còn 5 là cái nào nữa? Mã tên, điểm tiếng Anh, điểm tin học, đúng không? Tên sinh viên nữa, có tên sinh viên nữa, mã sinh viên, tên sinh viên, mã tên sinh viên nằm đây là 1 2 3 4 5. Và còn điểm trung bình thì điểm trung bình này tôi xây dựng thêm một cái hàm gọi là update điểm trung trung bình, nó gọi nó gọi thêm thông qua cái hàm hiển thị á. Rồi gồm có gì? Đầu tiên mình lấy ba cái cột điểm hiển thị lên nè, rồi mình lấy ba cột điểm đó mình chia ba nè, có một biến plot rồi mình cho hiển thị lên cái label. Tại sao chỗ này cộng chủ giải thích luôn, cộng chủ để chuyển cái này ngầm định chuyển cái biến plot này thành chuỗi. Cho nên hồi nãy chúng ta thấy ở cái form chúng ta thấy cái có cái dấu chuỗi á, đâu rồi cái log data nè nè, các bạn thấy à? Chỗ nãy display điểm sinh viên này có cộng chuỗi không?
Mục đích của cộng này có nghĩa là chuyển, ngầm định chuyển cái điểm là địa điểm là số mà, thành chuỗi để làm hiển thị lên, hiển thị lên cái test view. Đây là cái việc đổi chuyển kiểu. Rồi như vậy là mình đã có điểm sinh viên hiển thị lên cái label, có label, label này các bạn, hiển thị lên cái label này, chỗ này nè, nó ẩn nè, nó bị cái màu này, nó cho cùng với cái form cho nên ta hay không thấy, mà khi có điểm vào nó hiển là hiển thị lên. Đó. Rồi như vậy là mình chạy lên. Đấy. Như vậy là khi khởi tạo nó có hai cái hàm chạy cùng lúc. Thứ nhất là hàm load dữ liệu lên lưới, và một cái hàm load data hiển thị dữ liệu lên 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 lên, lên các form, các test view cho màn hình nè ha. Đó là tại sao ở đây là thấy có hai cái hàm đó, hai hàm nè. Rồi tiếp theo tôi sẽ nói đến gì, đó là bốn cái nút navigation, bốn nút di chuyển, first, next, reverse, last, di chuyển các record. Rồi bây giờ để di chuyển đầu tiên là nút first đi ha, vô đây, vô action perform. Bạn thấy là đầu tiên mình cho coordinate bằng không, tại vì đầu tiên của cái mảng nó bằng không à, và đồng thời gọi cái hàm display điểm sinh viên lên. Như vậy cái hàm display điểm sinh viên sẽ sử dụng cho bốn nút này rất là nhiều, rồi khi mình nhấn nút mình sẽ biết được vị trí và mình hiển thị lên. Rồi nó là coi lại cái hàm cái display điểm sinh viên này, nhấn qua là mình có cái mảng rồi ha, đổ lên mảng rồi, đổ array list rồi, thì còn lại chúng ta hiển thị lên. Và quan trọng nhất là lấy cái coordinate nãy bằng không vị trí đầu tiên đó, gọi lại cái nãy thôi. Như vậy là cái nút first cũng tương đối không khó. Còn cái nút next này các bạn, next thì có phải là lấy vị trí hiện tại tăng cộng cộng tăng lên một, mình next mà next một lần là một một record, thì cái cơ index chưa chắc bằng không, có thể là vị trí số 2 tăng lên thành ba lên bốn, tại ra cơ index chỗ này tại là cộng cộng. Rồi bây giờ xét này, tại vì khi tăng lên nó sẽ gặp trường hợp nó vượt quá cái size kích thước của cái array list của mình, nên mình xét này. Nếu mà cái cơ index lớn hơn hoặc bằng cái size thì mình xét nó vị trí cuối cùng return cho nó ngừng. Nếu đó rồi bằng có nghĩa là đã kết thúc rồi, cuối rồi, lớn hơn nữa không được rồi, cho vị trí cuối cùng thôi đó. Vậy cuối cùng hiển thị lên vị trí cuối cùng đó là cái này. Còn reverse thì chưa trừ, hồi nãy cộng cộng bây giờ chưa trừ, giảm xuống và giảm cũng phải xét. Nếu mà nhỏ hơn không có nghĩa là nó bên ngoài luôn rồi, bắt đầu từ không mà nhỏ hơn không thì trừ một mà kia là bên ngoài, lúc này mình sẽ cho hiển thị thông tin ở đầu, nhưng mà người ta không ngưng và hiển thị điểm, hiển thị thông tin của cái điểm của sinh viên của vị trí đầu tiên, đó là reverse. Còn không thì cứ thế, nó sẽ nếu nó không xét if trong trong này không xảy ra thì sao, thì lúc này nó ví dụ như ta hai giảm còn một, một thì nó gọi display điểm lên đúng không, nếu là một đi rồi display điểm lên và cái vị trí là số 1 thì cái nó hiển thị lên thôi bình thường, chưa tại vì chưa phải là đầu. Last này tương tự na ná như rất là giống first, nó chỉ khác như chỗ này. Đây hồi nãy là first là bằng không, là first cái này bằng không, còn last thì sao, lấy cái list chấm sai trừ một. Tại sao chỗ này trừ một, thì ví dụ ở đây chúng ta có 6 record đi, 6 record. 6 record thì nó chạy từ 0 đến 5. 0 đến 5, đúng không? Nhưng mà kích thước của nó là 6, kích thước của cái array list này là 6 rồi. Thế nên tại sao mình phải trừ 1? Trừ 1 còn 5. Thì lúc này vị trí hiện tại là 5. 5 là cái cuối cùng. Nha. Ở đây cho nó hiển thị lên. Ok. Rồi bây giờ first à, last à. Đến này ở dưới là top 3 thôi nha, mà khi đó dữ liệu lên là mình có đầy đủ các record. Next này
Rồi, rồi, con này nó cuối rồi. First này, next này, next này, next này, next này. Đó. Đúng không? Đấy. Reverse này. Reverse, 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 reverse. Là first. Đó. Rồi, bây giờ tiếp theo mình tôi hướng dẫn các bạn là cái code, cái ví dụ của cái tìm kiếm. Nhà tìm kiếm. Rồi, bây giờ vào vô cái nút tìm kiếm này. Sau khi mình gõ văn bản, mình nhấn nút search tìm kiếm, mình tìm. Còn các bạn xem nè, ở đây là mình có cái test field là search mã sinh viên là cái test field này. Rồi, rồi. Rồi mình lấy nội dung đó mình gán vô cái biến, cái chuỗi, cái chuỗi mã sinh viên. Rồi mình cho dòng for chạy. Mình có cái list, tại vì khi mình chạy form lên là mình có được cái array list, mình lấy cái size của nó chạy từ 0 đến đến kích thước của cái mảng đó. Rồi bây giờ mình khai báo một cái biến có kiểu điểm sinh viên của mình, cái lớp điểm sinh viên này, mình cho chạy từng vị trí, mỗi lần chạy mình xét nếu cái điểm sinh viên, cái mã sinh viên trong cái lớp điểm sinh viên của mình á mà nó bằng, nghĩa là cái mã sinh viên mình người ta nhập vô. Ở đây tôi sử dụng phương thức là ignore k, có nghĩa là chúng ta nhập vô mà không cần phân biệt chúng ngoài chữ thường nha. Rồi hiển thị mình đã tìm thấy ha, và cho vị trí hiện tại của record là ở vị trí thứ y, vị trí mà mới vừa tìm thấy, được chưa? Đó, cho vị trí ngay chỗ y luôn. Rồi nó hiển thị thông tin lên form, lên các thành phần của form test field á, hoặc là spread rất là ta thoát khỏi vòng lặp, ta không có tìm nữa. Đó, cứ thế rồi nó chạy for khi nào nó tìm thấy thôi, còn có nước không tìm thấy thì nó sẽ nhảy xuống dưới. Nó thông báo là không tìm thấy. Ở đây nó có xét một cái nữa, nếu y mà bằng với là cái size, ví dụ size dung lượng kích thước của nó là 6 đi, mà y bằng 6 luôn, có nghĩa là y nó chạy nhảy ra ngoài mà bằng bằng 6 mà nó không không nhảy vô if cho bên trong, nó sẽ tự động xét cái này. Hồi nãy mình có 6 đúng không, thì chạy từ y đến bằng 6 luôn, thực chất thì chạy từ y đến 5 thôi, tại vì mình có 6 thì con mình chạy từ mãn từ mắt từ không mà, khi tăng lên 6 nó nhảy ra ngoài hết for hết điều kiện, nhảy ra ngoài thì lúc này mình xét cái này không tìm thấy. Lúc này mình cho nó request focus để cho nó nhảy vô nè. Như vậy là nhờ mình làm cái array list ngay từ đầu, mình đổi dữ liệu vào array list cho nên mình làm được những chức năng này, tìm kiếm luôn. Ok, giờ mình chạy thử tìm kiếm. Chạy tìm kiếm. Bây giờ mình nhập vô SV006 tìm, đã tìm thấy và đồng thời hiển thị điểm lên trên cái form này, để tìm lại 009 thì có tìm đó, không tìm thấy, chạy xong không tìm thấy. Rồi 003 không tìm thấy nha, tìm một loạt tới 005 đã tìm thấy hãy lên mừng 10 điểm. Như vậy là hồi nãy cái list này mình đổi dữ liệu từ trên trên cái bảng bảng điểm, cho nên mình tìm 10 cho, không phải là không nằm trong top 10 nha, không 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 bảy không không bốn đi, SV 004 nha, 4 tìm đã tìm thấy đó. Thì 004 này không nằm trong top 3, tại vì trong cái list thì mình là đổ hết dữ liệu vào mà. Đó. Rồi, như vậy là mình đã xong cái form mọi cái điểm sinh viên. Rồi, còn lại các bạn bắt những cái lỗi như hạn như nhập mới, tạo khi nhập mới bắt lỗi để chống, rồi chỉ cho nhập điểm số thôi, không cho nhập chữ, như là các bạn bổ sung những cái validate đó để cho form nó hoàn thiện hơn. Rồi đó là cái nội dung của cái phần tiếp theo của cái hướng dẫn xem mình này ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Rồi, xin chào.